chào Châu. Chà, nguyên liệu sẵn sàng rồi, chắc là Khôi cũng sẵn sàng đúng không? Dĩ nhiên, Khôi lúc nào cũng sẵn sàng. Vậy thì còn chờ gì nữa, xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Ngày hôm nay Quốc Khôi chuẩn bị gì? Thích đại quý vị khán giả đây. Hôm nay là chưa tiết lộ bí mật đâu mà sẽ bắt Minh Châu đoán. Cái này thì đâu có gì đâu mà khó đoán. Có rau củ nè, có đậu nè, có cả bột xù rồi bột chiên rồi trứng. Thì Châu nghĩ là mình có rau củ chiên giòn. Đúng rồi, ngày hôm nay thì Khôi dự định là sẽ làm một cái món tương tự như là Châu nói vậy đó. Nhưng mà Châu cũng không có vui lắm. Đúng rồi, tại thấy lâu lâu nhưng mới đoán trúng được có một lần mà cái mặt chưa có vẻ hào hứng lắm, thấy Khôi hào hứng hơn. Thì tại vì quý vị khán giả cũng biết rồi đó, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày thì cũng đã hướng dẫn rất là nhiều những cái món mà rau củ chiên giòn, và bản thân Châu cũng thích ăn những cái món này. Nhưng mà khi mà Châu ăn những cái món này thì có lẽ tại vì Châu ăn nhiều lần quá nên Châu cảm thấy nó cũng hết cái đặc biệt đó. Bây giờ làm sao Khôi, làm sao cho mọi thứ nó đậm đà hơn, nó đặc biệt hơn, hay là nó làm sao đó để thu hút Châu và quý vị khán giả hơn? Yên tâm đi, đã đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của chúng ta thì mọi món ăn thì rất là mới lạ, hấp dẫn và nhanh gọn lẹ dễ làm đúng không nào? Đặc biệt là món ăn ngày hôm nay tuy đơn giản vậy thôi nhưng mà Khôi sẽ đảm bảo với các bạn khán giả một điều, đây sẽ là một món ăn đậm đà. Và món ăn của chúng ta ngày hôm nay có một cái tên rất là dễ thương, đó chính là cà tím đậu hũ chiên xù. Nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay có một miếng đậu hũ trắng nè, cà tím, hành tây, chanh, baro phi, trứng, ớt, 100g bột mì, 100g bột xù và các gia vị nêm nếm thông thường như là dầu ăn nè, bột ngọt Ajinomoto và đặc biệt là nước tương Phú Sĩ. Bây giờ thì Châu nghĩ là cái công đoạn đầu tiên luôn luôn phải là công đoạn dễ đúng không nào? Cái công đoạn đó chính là cắt cái trái cà tím này. Đúng rồi, cắt cà tím. Nhưng mà ngày hôm nay thì Khôi sẽ chỉ cho Châu thêm một cái bí quyết khác để làm cho món ăn này nó ngon hơn. Đó, thì chúng ta sẽ làm là chúng ta pha bột mì trước với lại một tí xíu bột ngọt. Để tí nữa khi mà chúng ta lăn qua bột thì cái vị nó cũng sẽ đậm đà hơn, ngon hơn nhiều. Trộn đều lên một tí ha. Bột mì xong rồi thì bây giờ chuẩn bị tiếp là đập trứng. Rồi, cho vào tô. Rồi, để Châu đánh trứng cho. Bây giờ Khôi làm gì tiếp theo làm đi. Bắt chảo dầu lên. Hành tây nè thì Khôi đã chuẩn bị sẵn mấy cái lát khoanh sẵn rồi. Đậu hũ thì Khôi sẽ cắt ra những cái lát mỏng vừa vừa thôi. Bây giờ là tới trái cà tím. À, cà tím. Thôi được rồi, đợi Châu chút xíu. Mình phải có một cái tô nước nè, bắt một chút chanh hay là bỏ một chút muối hay là cho một chút đá vào. Nếu không thì cà tím sẽ bị thâm ngay. Không được, chúng ta phải pha bột hết nè. Rồi cà tím này thì chúng ta sẽ để lại sơ chế cuối cùng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà làm như vậy á thì chúng ta khỏi phải ngâm nước mà sẽ giữ được cho cà tím có độ xốp nè, và nó sẽ rất là ráo khi chiên. Ồ, cái này là hay nha. Và chắc là quý vị khán giả cũng cảm thấy rất là mới mẻ với cách này đúng không ạ? Chúng ta sẽ chuẩn bị bột trước, là đánh trứng trước, sau khi chúng ta cắt cà tím ra chúng ta áo qua bột mì và chiên ngay, không cần phải ngâm qua nước. Như vậy thì cà tím vừa giữ được độ xốp nè, còn rất là ráo nữa. Trước khi cắt á thì Khôi cũng lưu ý các bạn là các bạn nên cắt thành những cái lát mà nó xéo xéo giống như vậy nè, thì nó sẽ thành những cái miếng nó dài hơn, nhìn thì nó cũng hấp dẫn hơn. Rồi cho ngay cà tím lăn qua bột mì, cho vô trứng thì lật mặt, cho vô bột xù nè, cho ngay vào chảo dầu. Hành tây thì cũng tương tự như vậy. Rồi tới đậu hũ. Rồi bây giờ sẽ lần lượt bỏ vô. Rồi xong. Hôm nay nè, Khôi sẽ giới thiệu một bí quyết mới làm cho món ăn chiên xù ngày hôm nay của chúng ta thêm đậm đà hơn. Đầu tiên là cho nước tương vào trong chén. Đố mình cho biết là Khôi vừa mới cho gì vô? Baro phi vàng. Baro phi, đúng rồi. Nó sẽ làm cho dậy mùi thơm lên nè. Chưa hết đâu, chúng ta sẽ có thêm một tí xíu ớt nè, đúng không? Cho một miếng chanh vô. Để cho mượn xíu nha. Đúng như là Khôi nói, có cái mùi thơm lạ và độc đáo lắm. Cho Châu thử một miếng được không? Được thôi. Được một miếng được không? Đây. Đúng là chúng ta cho baro phi dầu vào trong nước chấm như thế này sẽ tạo lên một cái hương vị rất là độc đáo, rất là lạ. Ngửi mùi đã thấy thơm rồi mà khi cảm nhận thì cũng cảm thấy có chút gì đó rất là khác biệt với những loại nước chấm thông thường mà chúng ta sử dụng tỏi hay là sử dụng hành đó. Ra dĩa thôi,
Một miếng salad, Khôi sẽ cho nó vào giữa nè. Hành tây. Tiếp theo nữa thì chắc chắn sẽ là đậu hũ rồi. Như thế này là nhiệm vụ đã hoàn thành. Đây. Rồi, cho cảm ơn Khôi nha. Đây, chấm thử cái nước chấm này nha. Đầu tiên thì quý vị có thể cảm nhận được ngay cái lớp vỏ bên ngoài vàng ươm, cộng với lại cái phần ở bên trong nó vẫn giữ được cái độ ngọt nè, xốp xốp nhưng mà lại không có bị thấm nước. Châu cảm giác như là cái món này nó rất là dễ thương á. Và Khôi cũng hy vọng rằng với món ăn ngày hôm nay đã mang đến được cho quý vị khán giả cũng như là Minh Châu một gợi ý đổi món ăn mới cho thực đơn của gia đình của chúng ta thêm phong phú, và các bạn có thể có một cái bữa ăn thật là vui giống như Minh Châu tả vậy đó. Và nếu như mà quý vị đã hoàn tất món ăn này và cảm thấy yêu thích thì đừng quên gửi thư về báo cho Quốc Khôi và Minh Châu được biết thông qua hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 0838237557. Bây giờ thì chúng ta còn có cả website để quý vị khán giả có thể theo dõi nữa. Hãy đến với chúng tôi ở địa chỉ mongonmoingay.com hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Còn bây giờ thì Quốc Khôi, Minh Châu xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại.